Một mẫu xe đến từ phân khúc của Nhật Bản, và trước mắt các bác đây thì em mới giới thiệu cho bác một chiếc xe, đây là chiếc xe Vios. Một chiếc xe Vios đời 2009 với phiên bản số sàn máy 1.5, xe tư nhân và đăng ký lần đầu là 2010. Thì đây là mẫu xe mà phù hợp cho tất cả các mọi gia đình luôn nhá, tất cả mọi gia đình luôn. Hầu như là gia đình nào thì đi cũng rất là tuyệt vời. Và đặc biệt thì khi mà đi lên trên con Vios này, nó có độ lành lặn và an toàn tuyệt đối luôn. Thì với mẫu xe này là một dòng xe mà tiết kiệm nhiên liệu bền bỉ này, rồi rất là rẻ nhé, chỉ hơn 100 triệu thôi các bác ạ, hơn 100 triệu thôi, thì nói chung là chưa đến 200 triệu. Thì một lát nữa em sẽ quay chi tiết nhé, em quay một vòng xung quanh rồi em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác luôn, để các bác biết được chiếc xe này nó như thế nào. Thì đây là mẫu xe mà đến từ Nhật Bản, 2009, đăng ký đầu 2010, xe là trang bị la răng đúc lốp lắp đẹp cho nhé, la răng đúc lốp lắp đẹp hết, và máy móc ngon gầm vệ chắc chắn, đăng kiểm còn dài. Thì các bác nhá, về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Đây là chiếc xe 2009. Thì với những mẫu xe này thì là mẫu xe mà đẹp đây, các bác có thể xem này. Biển 18 Nam Định nhá, một chiếc xe khá là ok và đang cho nổ máy ạ. Mắt đèn sáng quắc này, đèn gầm đầy đủ. Cũng như là la răng đúc lốp đẹp. Đây, la răng đúc nhá và lốp đẹp cả dàn, máy móc ngon. Xi nhan trên gương, đăng kiểm từ đến tháng 10/2022, đi lại thoải mái luôn. Đây là tay nắm được bọc mạ chrome cũng như là viền chân kính mạ lốc. Đây các bác nhé, thì cho xem nội thất này. Keo chỉ gần như là còn nguyên zin, nội ngoại thất đẹp, sạch sẽ. Đây các bác có thể xem này. Đấy, xe thì cam kết cho bác là không có đụng va chạm gì nhá. Đấy, nội thất này về cái tắp ly tắp lô đẹp luôn. Cái tắp lô của nó thì được sơn màu giả gỗ này, cực kỳ chất lượng nhá. Đấy các bác, ok luôn. Ghế da sạch sẽ ngon lành. Trần được bọc trần 3D điều hòa mát lạnh. Với mẫu xe này về sẵn đi thôi. Đấy các bác. Thì giá em đang chào bán cho các bác chiếc này với giá là 185 triệu đồng. Đó, 185 triệu đồng thôi, thì các bác có thể là xem trực tiếp tại Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương, hoặc là alo cho em Xuân Hùng theo số điện thoại 0896108883. Các bác nhé, đây là những mẫu xe đẹp. Đây, la răng đúc lốp đẹp luôn. Và sơn xi cực kỳ ngon. Cũng như mắt đèn nó còn nguyên zin hết này, không có đâm đụng va chạm gì. Với mẫu xe này thì là một dòng xe lành lặn nồi đồng cuối đá, phù hợp cho tất cả gia đình của chúng ta. Được chưa? Đây em cho bác xem này. Đây, táp ly táp lô đẹp luôn và tất cả còn nguyên zin nhá, không bị đâm đụng va chạm gì. Đây là cái một đoàn xe mà xe cứng cáp. Ở Vios thì nó là một cái dòng xe lành lặn rồi. Các bác ạ, không cần phải nói nhiều thì nó cũng rất là tốt rồi. Đấy, nó đi thâm sâu vào cái tầm tiềm thức của người dân Việt Nam mình rồi. Đấy, xe được trang bị gương kính chỉnh điện nhá. Đây các bác này, gương kính chỉnh điện này. Vô lăng đẹp luôn. Đấy ạ, và em sẽ giật capo cho bác xem, và em đang bây giờ là đang nổ máy nhá, bật cả điều hòa luôn. Bởi vì mùa nóng này ấy, xe quan trọng nhất là điều hòa. Nếu như xe không điều hòa thì không được đi được. Đây các bác này, máy 1.5 và một dòng xe Vios là nồi đồng cối đá, xe màu bạc xích. Các bác nhá, nồi đồng cối đá phá không hỏng, keo chỉ nguyên zin, không có đâm đụng va chạm gì. Các bác còn nhìn đây, đấy, keo chỉ nguyên zin nhá, máy móc ngon lành và sạch sẽ cả nhà luôn. Về sẵn đi thôi. Giá bán 185 triệu đồng, có bớt có thương lượng cho các anh chị nhé. Các bác nào đang có nhu cầu mua chiếc Vios này có thể alo trực tiếp cho em Xuân Hùng. Em Xuân Hùng đang bán xe tại Lam Trung, Lam Sách, Hải Dương. Vâng ạ, xin chào, hẹn gặp lại các bác nhé.